coi cũng xích ngã nha mọi người. Ghê quá anh, còn tính ra chập nó bao nhiêu tuổi này à? Mày, cô thủ. Hiện tại là mình mới vừa về một cái mì đã về tới nhà rồi, 3 ngày. Đúng 3 ngày thì cụ mì đã được về nhà. 22 cây khoảng tầm ở cái này ấy. Tầm 6 mét. Này không bị sao hết đó nha mọi người, không bọng không lũa gì hết á. Bên này có chút tự nhiên hồi lúc trước thôi. Thôi không bị sao hết. Cố thủ ở đây hàng đó phải lúc nào cũng phải trên 100 năm, mà không biết là độ tuổi của coi là bao nhiêu nha mọi người. Một trái chá và ta rồi hết chém một trường rồi. Rồi đây được cái con bay này nè mọi người, rất là đẹp nè. Ở con căn này mì cố thủ rễ rồi ra trái đều, mọi người xem này, rễ coi này, đánh màu rất là chắc chắn luôn này mọi người, rễ kém ra quá trời luôn, bệnh sống ra này. Cây xét bầu á, xét thân á là hoành 400, còn cách gốc 1 mét á là hoành 300. Cái này to quá, phải quay rất là xa mới mọi người mới xem được hết được coi được độ khung của coi, phải quay xa ra cho mọi người xem hết coi nha.
Rồi rất là to. Anh em nào yêu mến thì liên hệ. Mạch bốn mạch đều đẹp hết rồi. Không bị sao mọi người, rễ trái đều. Rồi, rễ trái này. Bảnh bị ra này. Mạch bên này là mạch to nhất luôn mọi người. Mạch này bảnh ra rất là to luôn. Mạch này chắc lưới bê không mơ à. Mình thử là họ quay hết cho mọi người kiểm hết coi rồi. Để quay qua bên này. Bên này. Đó, mọi người xem này. Khủng rồi. Quá là đã, một siêu phẩm đã về vườn nha. Rồi, anh em nào yêu mến thì liên hệ số điện thoại mình bỏ trên màn hình. Video mình cũng xin tạm dừng. Anh em nào mua coi thì cứ liên hệ nha.